Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Động đất có độ lớn 2.9 dích tay cách bờ biển Sầm Sơn 90 km. Một trận động đất có độ lớn 2.9 vừa xảy ra ngoài khơi, cách bờ biển thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa khoảng 90 km. Ngày 3 tháng 10, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo động đất trên khu vực Biển Đông, cách bờ biển Sâm Sơn, Thanh Hóa khoảng 90 km. Theo đó, vào hồi 1 giờ 22.57, giờ GMT, ngày mùng 3 tháng 10, tức 8 giờ 22.57, giờ Hà Nội, ngày mùng 3 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 2.9 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 19.680 độ Vĩ Bắc, 106.829 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực biển đông cách bờ biển thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 90 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó vào lúc 5 giờ 12 44 ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021, một trận động đất có độ lớn 3.1 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 12.892 độ vĩ Bắc, 110.234 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực biển Đông cách đất liền khoảng 90 km, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trần Lê